Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp điện phơm nhận 1.000 tóc cần có kèm là fan test này bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn ở list phần link mô tả với video mình mở link phơm ngay các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn mấy dưới game ngay các bạn. Rồi các bạn tăng ba người bạn của mình vào các bạn. Rồi bạn tự quyết lên các bạn. Tăng phim ba người bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Trên Telegram group nữa. Các bạn join vào các bạn. Sau khi join vào xong thì bạn bắt up lên nè. Các bạn vào ba chỗ gạch cùng nè. Các bạn vào setting nè. Copy username mình nha các bạn. A cộng 5 số 2. Các bạn tìm username Telegram 5 chỗ nào đâu. Này nè. Ghi đây đi, cộng 5 số 2 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục thì các bạn request the with account tăng 3 người bạn nữa. Thì mình đã the with rồi các bạn. Bài này mình the with rồi các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn chỉ khai báo thôi các bạn. Dòng đầu tiên bằng địa chỉ email của tất cả bạn vào này. Dòng thứ hai thì các bạn điền vào username tờ Twitter tất cả bạn đã follow dán nha. Những dán form thế này thì các bạn làm nhanh nha, bạn để nó đóng cuộc tin form đây. Tiếp tục thì bạn gửi là link request nè, thì bạn mở tờ Twitter mình dán các bạn. Bạn nhấp vào qua anh cùng nè, nhấp nhập một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tờ tweet nè, các bạn sao chép liên kết nè, bạn bắt up lên nè. Các bạn dán link request ở đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ bên bi sao mà chen những chocolate nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ chocolate bên bi mình rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi nó có follow tờ quên bay Twitter mà bấm don các bạn. Nó có join kênh Telegram group không mà bấm don các bạn. Hỏi tờ quýt không bấm don các bạn. 16 cộng 3 bạn lướt cấp xa bằng 19 các bạn. Rồi mà bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này góp nhận 1.000 token fantech đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video của mình và mình hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.